Trong này là có bia T của xe Gate. Bia T của xe Gate này. Đấy, bên trong của nó nhá anh em nhá. Đây bên trong này. Thì đây anh em có thể, thứ nhất là nhìn cái vỏ hộp này. Đây là hàng xịn này, xịn chính hãng. Còn đây là hàng copy, copy nhá. Đấy, đây bây giờ em sẽ cho anh em xem cái nào là, đấy anh em đoán thử xem cái nào là xịn, cái nào là copy. Đấy, em đã phải bỏ ra em đọ này. Đây, cái này thì chữ rất là sắc, chữ Kia Hyundai rất là sắc nét luôn, chữ Valeo rất sắc nét. Đấy, cái này thì chữ thì lại mờ mờ, nhưng mà cái hai cái vật liệu nhựa này nhá, quan trọng là cái vật liệu nhựa này, cái này là nhựa chống cháy nhá anh em nhá. Đây cái thằng này là thằng, cái này là hàng fake này, cái này là fake này, cái này fake này anh em nhá. Còn cái này là hàng xịn, xịn thì anh em có thể nhìn thấy cái nhựa của nó này, mặc dù trông nó xấu xấu vậy thôi nhưng mà cái nhựa này chữ của nó không được rõ nét nhá, chữ nó không được nét đâu, nhưng mà cái nhựa này này, cái nhựa này nó lì hơn cái nhựa này. Cái nhựa này có thể sẽ không chịu được cái nhiệt độ cao này. Đấy, nhưng mà cái nhựa này này nó rất là lì anh em nhá. Đấy. Đấy. Cái nhựa này là em cảm giác là nó rất là lì. Đấy. Đây là toàn bộ, đây là cái hàng xịn anh em nhá. Đấy, cái chia sẻ cái kinh nghiệm để anh em có thể biết được đâu là hàng xịn, đâu là hàng thường. Thì chỉ có gọi là mình có hàng ở trên tay thì mình mới so sánh được. Đấy, đây là xịn nhá. Đây đây có chữ này. Đây có chữ này. Đấy. Đây. Chữ này. Xịn là cũng nhà sản xuất là cũng là Valeo nha anh em nhá. Đấy, xịn nhìn nó cái đây nó bóng hơn nhưng mà nó đấy. Nhìn bằng xịn thì nó ấy hơn. Cái này cũng là Valeo. Đấy, nhưng mà hàng copy đấy anh em ạ. Cái này chính là hàng copy đấy. Nhưng mà không giải thích, không bỏ hai cái này ra thì không thể biết được. Đấy. Rồi.